Bạch thầy, con xin thầy chỉ dạy, người trẻ tuổi và người nhiều tuổi tu có gì khác và giống nhau? Người trẻ tuổi ít quân tập ở đời nên dễ tu, người nhiều tuổi do quân tập các pháp thế gian nên khó tu chứng. Nay do luật nhân quả mà người tuổi trẻ và người nhiều tuổi nhiễm tập nhiều đời, tốt hay xấu mà dẫn đến tu lâu hay mau là do đặc tướng này. Đó là cái câu hỏi để thầy trả lời giữa cái người tuổi trẻ và cái người mà tuổi già, tuổi lớn tuổi. Ở đây chúng ta thấy trong một đời chúng ta chưa thấy vô lượng đời của chúng ta, vô lượng kiếp của chúng ta. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta làm con người, chúng ta quân tập những cái pháp thế gian quá nhiều và quân tập cái pháp tu quá ít. Trong đời nay chúng ta có đủ nhân duyên vì đời trước chúng ta có gieo duyên với chánh pháp cho nên chúng ta gặp. Nhưng đời trước chúng ta chưa tu cho nên đời nay gặp Phật pháp thì chúng ta tu có một thời gian nào đó mà thôi. Người tuổi lớn tuổi mà gặp Phật pháp muộn, người tuổi trẻ mà gặp Phật pháp nhanh nhưng rồi lại tu cũng chẳng được. Thì do đó là cái nhân quả của đời trước đã chưa tu tập nhiều, đã quân Phật pháp chưa nhiều và gieo duyên được cái thời gian nào đó, thì cái người tuổi trẻ cũng như người tuổi già họ gieo duyên với chánh pháp trong cái thời gian nào đó rồi họ phải rời khỏi, nghĩa là họ phải bỏ cuộc. Cho nên có nhiều vị tu sĩ họ tu hành một thời gian rồi họ ra đời, họ có vợ có con, họ sống thì đó là cái duyên của họ gieo Phật pháp có bấy nhiêu đó thôi, rồi họ đắm nhiễm trở lại. Còn có người thì tuổi già họ tu tập cho đến khi chết mà họ không ra đời thì họ gieo cái duyên họ ở kiếp sau để tiếp tục tu nữa. Còn người tuổi trẻ còn trẻ gặp sớm được Phật pháp, được cái duyên tu tập, nhưng họ tu một thời gian rồi họ ra đời, họ sống như người đời, thì cái người này đã tạo cái duyên đời trước tu tập, có cái duyên tu tập với Phật pháp cho nên sớm gặp Phật pháp, nhưng rồi họ không chịu khắc phục mình để tiến tới tu hành, họ buông trôi Phật pháp để rồi đời lâu cuốn họ, họ tạo những cái nhân đời, vì thế họ sẽ mất đi cái duyên Phật pháp của kiếp sau, nghĩa là kiếp tới họ chẳng còn nữa, họ không gặp Phật pháp nữa, là vì cái kiếp đã qua rồi họ có gieo duyên với Phật pháp cho nên sớm tuổi trẻ của họ đã gặp được Phật pháp, họ tu một thời gian rồi họ tâm họ nhiều cái duyên, họ thối động, họ không có nhiễm thế gian nhiều cho nên tâm họ thấy rằng cần phải hiểu biết chuyện thế gian, cần phải có sự vui chơi thế gian rồi mới biết khổ, biết này kia rồi mới xả bỏ đi thì tu mới được. Còn trái lại thì họ nghĩ như vậy, nhưng khi mà họ tu hành, họ đã ra đời thì cuộc đời không để cho họ trở lại với đường đạo một cách dễ dàng. Chứ con đường đạo để cho họ trở lại đời rất dễ dàng. Khi họ không muốn tu, họ ra đời rất dễ. Nhưng đời không bao giờ cho họ vào đạo dễ dàng. Ai là những người đã có cuộc đời sống, những người lớn tuổi, nhiều tuổi đã có cuộc đời mà muốn đi tu không phải đơn giản như một người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ khi đi tu thì được đồng ý của cha mẹ quá dễ dàng. Còn người tuổi già mà dứt áo, dứt của cải tài sản, dứt vợ con mà đi tu, chuyện không đơn giản. Nhưng mọi người đều có nhân duyên, có người thì dứt áo đi tu bỏ được, nhưng có người muốn tu mà dứt không được. Thì người tuổi trẻ mà có duyên Phật pháp, sớm tu mà tiến tới được giải thoát thì đó là tốt. Mà không tiến tới giải thoát mà trở ra đời thì người tuổi trẻ này sẽ mất duyên Phật pháp, vì cái duyên tu của mình từ đó tạo được những bao nhiêu phước đó thì lúc bây giờ ra đời họ sẽ hưởng cái phước đó. Và khi hưởng được cái phước đó thì cái phước tu họ sẽ hết, họ không còn bước trở lại cái con đường tu tập nữa. Và cái kiếp tới họ cũng không còn cái duyên tu tập nữa. Bởi vì khi bước ra đời thì cái nhân quả của cuộc đời cám dỗ họ, làm cho họ đắm đuối, họ phải trả những cái nhân quả thiện và ác ở trong cái cuộc sống đời. Từ đó họ trôi lăn ở trong sáu nẻo luân hồi. Còn người tuổi già mà nỗ lực tu
đời này chưa xong, kiếp này chưa xong, kiếp khác chưa xong thì kiếp khác nữa, và tiếp tục mãi mãi thì có thể đến ngày giải thoát. Do cái sự bền chí từ kiếp này đến kiếp khác đó, thì từ vô lượng kiếp chứ không phải trong một kiếp. Chẳng hạn như thầy tu hành không phải trong một đời này, mà cả nhiều đời chứ không phải trong một đời. Mà mỗi đời đều là từ tuổi trẻ đi lên mà tu tập, chứ không bị nhiễm ô thế tục. Cho nên trong cái thời này, thời đại này mà thầy đã tự mình đã vượt ra tu tập để làm chủ được sự sống chết, tu đúng giáo pháp của Phật giới định tuệ, không phải là một việc làm của một người mới tu trong một đời này được, mà phải nhiều đời quân tập. Do quân tập liên tục không kể hở, nghĩa là không có hưởng cái dục lạc của thế gian, đời nào cũng như đời nãy. Cho nên khi sanh thầy ra thì những người thân của thầy đều là những nhà nho và những người biết coi tướng số, cho nên họ nhìn thầy, họ nói thầy đã ba đời đã làm hòa thượng. Đúng vậy, trong đời nay tâm nhiễm ô của thầy không có, cho nên đối với sự cám dỗ của pháp thế gian không làm thầy bị ô nhiễm. Từ đó thầy hướng đến cái con đường tự tam thân tâm của mình, lấy giới luật mà làm đạo. Đi vào nơi nào, chùa nào mà thấy thiếu giới luật là tâm thầy phải thấy day dứt khó chịu. Từ đó phải rời bỏ những nơi đó đi. Để nhập thất, cất một cái thất nhỏ rồi mình nhập thất tu tập. Chính mình phải giữ lấy giới luật làm thầy, hướng dẫn con đường tu tập cho chính mình, không còn biết nhờ ai nữa hết. Đó là cái đời của thầy, và cái đời của thầy trong hiện kiếp, và cái đời của thầy trong nhiều kiếp đã qua, cũng đều là quân tu không kẻ hở, nghĩa là không có bị nhiễm đời. Cho nên thầy tự giải thoát được chính mình là nhờ nhiều đời quân tập. Còn các con, do cái chỗ không nhiều đời quân tập, cho nên đời nay có duyên được gặp Phật Pháp. Vì cái duyên ngày xưa các con đã gieo với cái duyên cúng dường thầy và tha thiết được tu như thầy trong những hang núi hoặc là nơi chòi canh vách đá. Từ đó tâm thấy thầy tu hành ham thích rồi theo thầy tu hành. Do cái duyên như vậy mà cái đời trước không thực hiện được, nó còn rớt được cái tâm ham muốn đó, cho nên đời nay khi gặp thầy thì cái tâm ham thích đó nó nổi lên, nó sống lại. Nó tu trong cái thời gian nào đó, rồi nó hết cái duyên, cho nên nó được cái sự nhắc nhở, khuyến khích để tạo cái nhân mới, cái duyên mới, thì nó tiếp tục, nó phát triển được con đường này. Trái lại, nó từ cái tâm, nó chạy theo dục lạc, tức là nó phóng vật ra ngoài, nó chạy theo dục lạc thế gian, thì do đó, dù cái lời vàng ngọc quý báu của thầy khuyến khích, họ cũng chẳng còn nghe. Bị gì cái tâm phóng vật của họ quá mạnh, cường độ quá mạnh, khiến cho họ không dừng bước lại, ham thích chuyện thế gian, ham thích dục lạc thế gian. Thấy đó là thiên đàng, thấy đó là vui, thấy đó là thích thú, nhưng không ngờ đó là bóng đèn sáng của con thiêu thân, mà người đó toàn là vô minh, không thấy thật sự. Cho nên đắm đuối mà chạy theo thì sẽ làm mất duyên tu hành. Nhiều kiếp và nhiều kiếp không còn gặp lại được nhau nữa.